Đó, kêu mẹ quay về với cha đi, lo cho cha đi con. Nha. Bên cái bộ phận đó thì không có khả năng đáp ứng được hay sao? Hả? Trời ơi, nó sao mà nó thúi hết trơn vậy? Nó bày vậy đó. Rồi nó đi rồi nó đi luôn vậy đó. Tháng nào em nuôi em thắng mới lấy luôn. Chồng em nó nói hoài, nó nói mày làm mày nuôi già mày không. Nó giờ em tao bệnh giờ sao giờ? Cưng nghe con thuốc này sống với em, với con cưng nghe. Làm chú là bệnh là chú hả? Dạ. Là chú đương hả? Dạ, nó giờ bỏ luôn đâu ai nuôi. Con cái áo mà lành lặn mà bận cũng không có luôn. 300 ngàn không có mà phải đi cầm một đôi bông. Tiền mày cũng bán nhà mày lo cho cưng nữa. Có được không bỏ bông. Nếu mà người chết rồi là hết. Lúc còn nó còn khỏe nó đi làm cửa hàng đó. Rồi cũng lo tiền mà rồi cho cha mẹ nó. Gạo thóc rồi. Mình thưa quân nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở dưới Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang của bác anh chị. Thì qua nay suốt hai ngày nay thì Phong nghe một thông tin, một cái hoàn cảnh đang rất là khó khăn. Thì vừa tới nơi rồi thì có rất là nhiều những cô chú bác ở một khu xóm đang tập trung ở đây rất là đông của bác anh chị. Thì trong khi đó một cái gian nhà bây giờ để chữ bán nhà, thì số điện thoại trên đây nữa. Thì để Phong trò chuyện, để trao đổi, để biết cái câu chuyện ở đây như thế nào. Thì trước nhất thì Phong Nguyễn gửi một lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả mình thưa quân nha. Rồi con chào cô nha. Chú cũng chào chú Phong Nguyễn. Dạ. Thì cô với cô bác ở đây giới thiệu cho con hoàn cảnh như thế nào vậy cô? Gia đình này thì có hai vợ chồng, vợ thì bị tai biến với bị thần kinh. Còn chồng thì bị phổi hôm đợt rồi đó, có lãnh thuốc 6 tháng ở xã. Rồi giờ hai vợ chồng ở nhà đó với thằng con này nè, mà giờ nó có vợ rồi. Rồi nó không có chỗ ở, nó đi mướn nhà trọ nó ở, rồi giờ nó phát sinh bệnh. Rồi vợ nó bỏ đi, con nó được 7 tháng mấy. Dạ, là trong rồi cái lúc giờ, bệnh là chỉ bỏ đi hay là sao cô? Cái lúc khởi bệnh đó. Khởi bệnh? Là nó bỏ đi. Mà bệnh gì cô biết không? Là lên tỉnh bác sĩ trung tâm ung bú rồi chuyển qua Chợ Rẫy thì ở bển người ta nói là nó bị ung thư vùng kín. À, là bị dương vật hả cô ha? Ừ. Bây giờ đem con nó thì đem nằm bệnh viện hôm đó nay. Mẹ nó ở nhà thì ôm nhỏ nuôi. Rồi không có sữa sùng bú, rồi nhờ bà con dòng họ người ta cho người vài trăm mua sữa cho nó uống. Dạ. Rồi tôi quẹt lên mạng tôi thấy nó bệnh vậy, rồi tôi cũng bệnh nữa, thành ra tôi cũng gắng có gian xe đằng xuống tôi thăm nó. Trời ơi cô, mà tay chân với mà chống gậy vậy mà liên hệ kênh con đây nè, tôi mổ một cái giò rồi còn dạ, cái dạ. Vậy là đi đứng không được. Mà nghe nói là chỉ đi rồi chỉ để lại người chồng trong lúc bệnh tật, giờ có một cái đứa con còn nhỏ nữa hả cô? Đứa con mới chưa được 8 tháng nữa. Trời ơi, chưa được 8 tháng nữa? Chưa được 8 tháng, mới 7 tháng mấy à. Vậy là chưa thô bú mà cô? Chưa, rồi tôi thấy vậy hổng gài tôi cũng ngôn nao xuống thăm mà dạ. Không có đi được. Bữa nay tôi mới có dàn xe xuống đây mà tôi đi nãy giờ tôi tìm nhà mà tôi không gặp nữa. Trời đi trời. Nãy giờ mấy bận rồi đó. Chị dạ. Này chỉ thấy tôi đi qua đi lại nè mà hai ba bận mà đâu biết sao nha. Sao cô khóc? Tại vì sốt quá, thấy cháu nó bệnh vậy sốt khóc. Khóc trời hoài gì không thấy nó thôi chứ khóc rồi thấy nó là nước mắt chảy hoài à. Chỉ là những người ở sớm thôi mà khóc cả về đây. Ở sớm cũng tình nghĩa cũng thấy thương trời nhau. Ơi. Sao mà thấy đau lòng quá. Chị Kim Cương là người giới thiệu rất là nhiều hoàn cảnh ở khu Tiền Giang của bác chị. Bữa nay chứng kiến hình ảnh này chị thấy sao chị Kim Cương? Dạ chào bà con cô bác. Chị thì chị thấy hoàn cảnh này quá khó khăn, gia đình thì ba người đó em, nhưng mà ba người đều bệnh hết, bỏ lại một đứa cháu. Dạ, nghe nói là đứa cháu mới 7 tháng mấy thôi. Dạ, thấy quá ơi. Là khó khăn luôn. Giờ nhờ cộng đồng dạ. Bạn giúp đỡ. Không vậy, thấy nó nằm dạ. Bệnh viện tỉnh. Dạ. Giờ em thấy sao anh là người thân gia đình hay sao anh khóc? Bà con. Cũng bà con. Dạ. Em bệnh vậy cũng buồn. Hôm nay cũng tạm đi bệnh viện. Mong mạnh thường quân giúp đỡ gia đình. Vậy là anh là một cái người mà thường xuyên chở anh ấy đi bệnh viện. Dạ. Rồi cái bảng này là ai là người gắn trên đây vậy anh? Dạ em. Cũng là anh. Dạ vậy em út nhé rồi không có tiền nữa rồi cũng kêu thôi bán đi rằng thôi ở trên đó. Trời ơi, bây giờ đang ghim cái bảng này đã bao lâu vậy anh? Hôm nay để cũng 6-7 tháng. 6-7 tháng mà chưa ai liên hệ. Dạ. Trời ơi, lúc cần thì bán, nhưng khi rất là khó bán cô chú anh chị. Ở đây cũng có những người chị nữa nè, sao mấy chị lại khóc nhiều vậy? Dạ, chị ruột của nó. Chị ruột của ảnh? Dạ, em có chồng thì cũng nghèo nữa, đi làm hôm nay. Đi làm cũng tiền cá, tháng nào cũng phụ tiền cho anh này đi nuôi nữa. Làm tháng 5-6 triệu rồi, mà làm ngày làm đêm luôn. Thấy làm ngày làm bệnh, đêm không có nuôi được. Mấy con tội nghiệp nữa.
sao mà trong cái lúc mà người em dâu mà bị, người chồng mà bị như vậy, em dâu của chị là bỏ đi, là chị thấy sao? Dạ em thấy em cũng buồn dữ lắm, nhưng mà giờ không dám nói gì hết trơn. Cũng không dám nói luôn. Sợ em mình nó buồn, đi làm gắng nuôi nó, kiếm tiền nuôi nó thôi, chứ giờ cũng không dám nói gì hết. Sợ nó buồn, nó tủi thôi. Trời ơi, sao đứt ruột đứt gan trời. Giờ kêu nó về đi, ở nhà lo cho chồng nó mà nó không về. Đi này cả tháng mấy nay nó không về luôn. Để đi luôn. Dạ. Dạ, sao chị khóc vậy? Dạ, em cũng là chị ruột của nó. Em về nó hàng tháng nay em về em nuôi em bệnh. Dạ. Em khổ, em có gia đình mà em cũng khổ, em về em chỉ có bỏ công em nuôi chứ em cũng không có tiền nữa. Giờ vừa ba mẹ bị bệnh. Ba mẹ nặng. Bệnh rồi em bệnh rồi gặp em cháu em không có người nuôi nữa. Cháu mới có 7 tháng ngoài thôi. Dạ. Thì hồi bây giờ thấy cảm xúc nó đã quá là lớn rồi, quá là nhiều của ba anh chị. Thì xin mời mấy cô nè, các người cô với anh với mấy chị đây vô bên trong để mình trò chuyện gia đình ha. Dạ, dạ mời mấy chị ha. Dạ thôi vô đi cô. Trời ơi sao mà thấy thương quá, ở sớm ai cũng khóc hết trơn. Đi vô cô. Đi vô chị Kim Cương ơi. Dạ đi vô luôn cô. Đây, bán nhà nè cô chú anh chị. Dạ. Chào cô chú nha. Con xin phép con lấy cái mít gắn ha. À trời ơi. Sao mà từ ở đầu ngoài mà vô tới trong sao gia đình ai cũng khóc hết trơn vậy? Cô là mẹ của ảnh hả? Dạ. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Cô Nguyễn Thị Ai. Mà không nhớ tuổi nữa. Tuổi thiệt thì 69 tuổi hay gì á, mà giờ giấy thì tuổi giấy thì giấu tuổi. À. Tôi bệnh tai biến. Tai biến rồi thần kinh. Dạ. Rồi cha nó thì bệnh phổi. Cái này là con. Thằng con trai út. Trai của cô đang bị bệnh đó hả? Dạ. Sao anh nằm nó nhắm mắt rồi cô? Nó ngồi nãy giờ rồi. Nó mệt. Nó mệt rồi cái nó nằm vậy. Còn con nó thì mới lớn vậy. À, có đứa con nhỏ này đây. Dạ, vợ bỏ. Trời ơi, thấy cưng quá. Vợ bỏ rồi, giờ tôi phải ôm thôi. Con trời năm vậy đó. Ngoan quá ta. Cười chú Phong coi. Trời ơi, cưng quá trời. Kêu mẹ đi con, kêu mẹ quay về đi. Đó, kêu mẹ quay về với cha đi, lo cho cha đi con. Nha. Trời ơi, cưng quá cô chú anh chị ơi. Giờ lo. Ông bà cô bác ơi, cho bé nó sữa uống cô bác anh chị ơi. Lo hết tiền rồi tính bán cái nhà, đặng lo cho con. Rồi gia đình đi mất là thọ ở. Lo cho nó. Dạ. Dạ. Và cô bán bao nhiêu? Dạ mình không biết giá tiền. Không biết giá tiền mà tới nay là cũng chưa có người hỏi luôn. Hôm đó có người hỏi mà chưa có xong. Rồi cô bị sao vậy? Dạ mình tai biến liệt nửa thân người với thần kinh nữa. Nắng quá đi không biết đường về nhà. Trời ơi, cô bị tai biến. Dạ. Là cô có đi làm gì được không? Không có làm gì hết. Bây giờ giờ ở nhà ôm cháu nội vậy. Giờ dâu bỏ rồi mình phải ôm nuôi. Sao con dâu bỏ đi rồi vậy cô? Dạ nó thấy chồng nó bệnh vậy rồi nó nủ nó đi chứ nhà không có ai nói gì nó hết. À, vậy là thấy gia đình mình cũng khó khăn quá giờ bỏ đi. Dạ. Trời ơi thấy bé cưng quá vậy mà sao bỏ tội quá vậy cô? Mình cũng không biết mẹ nó. Thì giờ mình ôm cháu nội mình nuôi. Lo con, lo cháu nội mình ngày nào hay ngày đó. Trời ơi. Thế mà sao đau lòng quá, trẻ nhỏ bây giờ nó đáng lẽ ra là cái tuổi này nó còn mấy tháng này nó còn bú sữa đó nè. Dạ còn bú sữa. Dạ. Ủa chú hình như con nghe nó bị bệnh lao hả chú? Bệnh lao phổi. À, chú lao phổi sao chú không có ẵm bé có ảnh hưởng gì không? Không hết rồi, chích về ủy ban này chích 6 tháng, 3 tháng, chích 3 tháng liên tục. Dạ, dạ, có khẩu trang nào chú đeo đi, chú đeo để không? À, đeo đi chú. Nhưng khi mình thương con cháu mình á, rồi sợ ẩm á, rồi... Cả năm nay rồi. À, sức khỏe chú bây giờ như thế nào rồi? Thì cũng khỏe, ngon lành lắm, nhưng mà đi mần không được vậy hả?
À, chú nay bao nhiêu tuổi? À, tuổi thiệt thì 64, còn tuổi giấy thì năm sinh 61. Dạ, 64 tuổi. Ừ. Ủa bé này bây giờ nó uống sữa gì vậy cô? Dạ, sữa lon à. Sữa lon mình không biết hiểu. Sữa bò hả? Sữa khô. À, sữa khô. Dạ. Rồi rồi. Kêu cho chú. Trời ơi, toilet hay gì rồi, nghe tẹt tẹt rồi. Rồi thấy ảnh thức rồi nè, ảnh mới mà mở mắt nè, để Phong sẽ qua trò chuyện với ảnh một tí. À, anh chào anh nha. Dạ. À, em xin phép chào anh nha, thông cảm em trò chuyện anh tí được không? Dạ được. À, bây giờ anh thấy tình trạng anh sao vậy? Hơi mệt trong người. Dạ mệt trong người ha. Dạ. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Em 93. Ừ, sinh năm 93. Tên gì anh? Nguyễn Nhân Đời. Nguyễn Nhân Đời ha. À, cho có mượn cái tờ giấy bệnh án hồi nãy để con đọc cho cô bác Mạnh Quân nghe. À, biết ha. Anh bệnh sao mà thở dữ vậy anh Đời? Mệt lắm. Nói cho anh nghe. Đây là anh Nguyễn Nhân Đời, làm nghề thợ hàn, sinh năm 1993. À, ở đây là kêu bằng Mỹ Phước Tây, Ca Lậy, Tiền Giang của bác anh chị. Là anh bị u ác tính, tổn thương chồng lấn của dương vật. Ủa, vậy là anh bị bên cái ung thư vùng kính hả? Dạ. À, mà vợ anh sao bỏ đi vậy anh? Em không biết nữa rồi. Tại thấy bệnh nặng quá rồi. Con gầy không có tiền lo cho con rồi á. Con nghĩ con không đi đâu đi. Em nghe bà con cô bác nói là chỉ giống như là anh bị bên cái bộ phận đó thì không có khả năng đáp ứng được hay sao? Dạ. Anh nghĩ vậy hả? Trời ơi. Thấy chồng mình bệnh về mình thương không hết mà mấy cái đó thì đâu có cái gì đâu mà sao mà để từ từ chị bệnh mà sao bên cạnh anh khoảng bao lâu mà chị bỏ đi vậy? Cũng phụ nuôi em bị thương cũng luôn mấy tuần nuôi anh được mấy tuần hả? À, anh bị sao mà cái môi nó đỏ chót à? Môi đỏ lắm á. Nóng tay nhiều quá, nóng. Rồi. Ở nhà thì hiện tại cũng đang uống củ bạc hà núi với lá đu đủ của chú anh chị, mà anh uống được mấy ngày rồi? Em uống gì đây hình như là có ba tuần. Uống 3 tuần rồi. À, củ bạc hà núi với lá đu đủ là uống 3 tuần rồi. Nhưng mà thấy nó có tiến triển gì không anh Đợi? Tiến cảm tiến triển được một ít à. Một ít ha. Dạ. Tại đây cho từng kéo cái trái riêng. Trời ơi. Mệt lắm hả anh? Bà xuất lên đi. Lúc trước tài chừng anh đâu có ốm dữ vậy hả chị? À. Hôm nay tuần này là nó không ngồi được, bà nó không thấy được luôn, nó nằm luôn. Dạ dạ. Là chị ruột ảnh. Dạ. À, mấy bữa nay ảnh mệt về đó, chị về săn sóc rồi chồng chị có nói gì không? Dạ em không có về, nhưng mà có nhớ em đi làm, chỉ đem tiền về thôi. Là chị là người đi làm. Dạ. Kiếm tiền để gửi về cho một cái người em. Dạ. Là nuôi anh này. Dạ. Trong giai đoạn hôm bữa giờ thì giờ ảnh có liên hệ không hả chị? Dạ không luôn. Hôm mà em về thăm em nó cũng không thèm hỏi tới luôn nữa. Là cũng không liên hệ về. Dạ. Mà gia đình có điện chỉ không? Dạ, điện nó cũng không bắt máy nữa. Điện cũng không bắt máy. Dạ. Luôn. À. Quá trời, tay chân ốm yếu quá. Dạ. Nhưng mà em tưởng nó chết rồi, em chở đi cái lại mới trở về. Trời ơi. Bệnh nặng lắm hả, sao bây giờ mà phải bế tắc về dữ vậy chị? Dạ. Nguyên một phần nó hư hết trơn, giờ cái đùi nó tét vô luôn rồi. Trời ơi. Nắm tên em cho anh coi. À.
Trời, nó ra đây nó nằm. Ok, đó. Không kệ, quay luôn. Trời ơi. Nó ra đây nó không nằm. Kệ cứ quay luôn không nó sao hết. Đây nó nằm nó bất cỡ đó anh, nó bật chứ. Không sao đâu anh, em che hết rồi. Cái này mà mới nếu mà bận kính vậy thì trời ơi nó xong mà nó thúi hết trơn vậy. Nó bị vậy đó. Cái này chắc phải cắt ra cho nó thoáng á anh đời chứ. Không, ở ra đây mới mặc phải không? Nó đòi ra đây nằm nó coi con nó rồi với con em nè. Trời ơi. Chứ ở trong cái kéo nó mày. Trời hèn chi bây giờ nó nhức quá chịu sao nổi. Đâu có chịu nổi nó. Nguyên bộ phận sinh dục là nó thúi hết trơn luôn. Trời ơi. Sao mà quá đây trời vậy? Qua bên tiểu đường tùm lum hết á. Bữa giờ gia đình mình có niệm Phật cho ảnh không chị? Ở nhà trong nhà. Mình bị vết thương có chút xíu mà chịu không nổi không hả? Anh thúi nguyên khúc ở dưới luôn. Dạ nó tét luôn ngay cái đùi nó vậy luôn. Đó, nhìn là nãy chịu không nổi luôn. Dạ. Xe mà tối nay chở ra cho lại xin vô được bịt máu cho nó thiếu máu tầm tổng luôn á. Thì xin vô được bịt máu với anh chai nước biển về còn mới rút nước biển ra còn teo lòng hồng ở tâm đó luôn. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ có cách nào để cho ảnh giảm đau không chị? Hiện giờ thấy nó đau đớn thì thấy nó ấy thì chở đi bệnh viện như thế chứ giờ em cũng không biết cách nào luôn đó. Giờ đi bệnh viện nè, ta cũng không nhận hết á. Dạ. Mới từng rồi chở lên chơi gãy nằm được 5 ngày người ta cũng cho về. Là cũng có bảo hiểm đó phải không chị? Dạ. Trời ơi, sao mà khổ dữ vậy? Hôm 5 ngày rồi người ta cũng cho về rồi về vậy đó. Giờ bây giờ nếu mà có chuyện gì đi thì bây giờ bé này sẽ làm sao đây nữa nè? Thì tự tụi em gắng làm nuôi cháu em chứ giờ sao vậy? Trời ơi. Thấy anh đời anh nằm mà anh khóc mà muốn thấy thương quá trời ở đất của chú anh chị. Phải nhìn thấy chịu không nổi nó đau lắm luôn á. Dạ, nó nhức nó ghê như lắm anh ơi. Mình giờ không biết sao giúp nó nữa. Dạ. Có nhiều khi tiền bạc mình còn vay mượn mình để giúp cho ảnh dạ. Được. Còn cái này cái sức khỏe sao mình giúp cho được em út được đúng không chị? Dạ. Chứ giờ gắng đi làm. Phát bệnh lâu không mà để tới mức độ mà quá trời vậy? Dạ em không biết nó bệnh rồi nào nhưng mà từ hôm mà em với nhỏ em với mẹ em biết là anh này từ nay khoảng 3 tháng nay á. 3 tháng nay? Dạ. Rồi bắt đầu tụi em mới dắt đi điều trị thành phố rồi này kia xuống ông bú được. Xuống Mỹ Tho tước, Mỹ Tho mới nói là bệnh ông bú. Bị mấy 3 tháng nay nhưng mà chị vợ của anh là bỏ đi bao lâu rồi chị? 1 tháng mấy rồi. Mới bỏ 1 tháng mấy thôi. À. Chứ em nói tại vì thấy nó tệ dữ lắm mới bỏ nó. Dạ. Thấy giống như là không ấy hả? Không, dạ. Dạ, dạ. Không còn sống bỏ. Nữa. Nhưng mà thay vì á là biết như vậy còn nói chung á là cho dù không còn cái thời gian nó ngắn ngủi cỡ nào cũng đâu có bỏ chồng mình vậy được. Cùng thì chung, chung sống mà. Phố, nó chỉ lên thành phố thôi, ở thành phố cho hai vợ chồng nó về. Nó thôi về đi, sống ngày nào hay ngày nấy. Nó về đây nó cũng ở trong tuần lễ. Nó mới đùm con nó về ngoại. Về ngoài má nó. Nó nói thôi về ngoại cho má nó giữ rằng nó có thời gian săn sóc cho thằng này. Rồi đi tới đi lui cái nói thôi ừ, chị ơi cứ ngẫm mẹ con về đây đi. Cho nó gần gũi cha nó. Ngẫm về đây rồi từ từ cái nó nói thôi vợ nhà không có tiền bạc. Muốn mua gì không có mua. Để nó đi làm công ty đi. Rồi nó đi luôn vậy đó. Nè nghe nói lẳng lặng cái đi luôn. Dạ. Trời ơi. Khi là bé còn có chút xíu à. Trời ơi sặc mới ra. Đi một phần á là cái căn bệnh này á. Thì nó nghe cái dùng kính nên là nhầm khi là chị là phụ nữ, nhầm khi anh nó là con trai, nhầm khi cũng trong gia đình cũng không khó mở lời á. Tới khi mà nó bệnh nặng quá rồi thì mới nói thì bây giờ tới quá sức luôn rồi nó mới nói nó đi không được nó mới nói dạ. Tụi em ở nhầm khi thì bệnh có sao mình cứ nói nhầm khi mình trị sớm được dạ.
Không mà nếu mà anh chịu khó nói, không có tiền dạ. Em không dám nói ai tên á. Gặp mấy chị có chồng cũng nghèo nữa. Là nó ảnh nói là không có tiền, không dám nói ai hết. Dạ. Em nói thì mày nói đi, chạy mượn lo cho mày. Mày còn sống mày mừng mày tả từ từ. Mà nó nói ai biết đâu, em đâu biết đến nỗi vậy. Nó nói vậy đó. Thế bây giờ hai cái chân ảnh là đi là nó đi là hết được rồi đó. Dạ. Tại vì cái chân nó tét ra trơn rồi, thịt mà nó tét ra luôn. Tét hai bên nữa ta. Cái cảnh này mà thấy xót quá. Niệm Phật cho ảnh đi phụ cha gia đình đi cô chú anh chị. Cho nó nhẹ nhàng, cho nó đỡ đau đớn. Chứ bây giờ cái tình hình về là em biết là cũng chuyển lên chuyển xuống. Nhưng khi gia đình bệnh, hai bác cũng bệnh hết trơn, cũng đâu có tiền bạc gì. Mấy chị em thì húm núm có chút đỉnh tiền cũng giúp thôi, chứ đâu phải giàu sang gì đâu, ấy có căn nhà cũng muốn bán luôn. Dạ. Rồi chị suy nghĩ sao bây giờ, là trong gia đình mà ba mẹ chị để bạn bán nhà giờ sao? Cũng buồn lắm luôn, mà em muốn biết sao. Em cũng không có tiền nữa, giờ em làm tháng nào em nuôi em tháng mới lấy luôn. Chồng em nó nói hoài, nó nói mày làm mày nuôi già mày không, nó giờ em tao bệnh giờ sao giờ. Trời ơi, chồng chị cũng giống như là mình thương em mình quá, nhưng mà cái đó là chắc chắn rồi. Khi nói là tiền để nuôi em mà cũng đau lòng, nhưng mà cắn răng đúng không chị? Nó có chửi cũng im luôn, chứ giờ cũng không nói gì được. Tại mình làm thế nào mình cho em mình hết rồi. Dạ, nhưng mà em biết rằng khi mà đăng clip lên á, có thể là chồng chị xem được, thì em cũng mong anh á. Thì trong cuộc sống này bây giờ nó vô thường lắm. Bữa nay mình sống với ngày mai mình đâu có biết như thế nào đâu. Giống như là giữ những cái gì đó, giống như là tạo được cái gì đó cho mọi người. Nhất là ở đây là trong gia đình ruột thịt của mình, bên nội bên ngoài cũng là giống như một thôi. Thì giống như anh vậy thì bác sĩ cũng nói vậy đó, thì đâu có biết là như thế nào đâu. Nên là thấy chị làm được điều này thì nói thiệt á, em còn mừng nữa. Đúng ra là một người thân của em á, trong gia đình. Tại vì người thân em đã có cái trường hợp bị như vậy rồi. Em sẵn sàng là em bao nhiêu tiền em cứ lo anh em hết. Anh em ai cũng vậy hết. Cái đó là một cái điều mà để cho những cái lớp sau con cháu của mình nó nhìn thấy. Nó còn quý, nó đánh giá giống như là nó biết ba mẹ của mình là một cái người mà có giống như là mà sống có đức á. Chứ biết á. Thì con cháu mình mới mốt nó cũng học theo. Cái đó là điều tốt đúng không chị? Nhờ chồng em nói chửi em nói thì em giờ em bệnh mẹ em vậy không có tiền thì em lo đi, chuyện nữa anh có sau này có già thì anh em cũng lo vậy đó, chứ cũng đâu có bỏ đâu, em nói chồng em vậy đó. Dạ. Chứ giờ em cũng không biết nói gì nữa. Dạ. Rồi, bữa nay em cũng xuống đây cũng dán cố gắng thôi, thì bà con khu xóm này cũng đã nhờ tới kênh của em, nhưng mà em chỉ là một cái kênh nhỏ bé thôi. Dạ. Cũng mong muốn là giống như là có được cái duyên nào từ phía Mạnh Thường Quân á, giúp cho anh được phần nào đó thì cũng mừng cho gia đình. Dạ. Với bé nhỏ còn ở đây còn khát sữa nữa. Dạ. Bây giờ mẹ thì đã bỏ đi rồi, thì cái vấn đề mà nếu mà quay về thì cũng chưa có biết chắc được ngày nào sẽ quay về. Dạ. Nhưng mà nếu ngoài dây quay về được đó, cái đó là một cái điều mà phải nói là mình rất là mừng, rất hả chị? Rất là mong muốn nó quay về với. Dạ. Em đang nó giữ con đi cho chồng nó đồ này kia, cho tụi em an tâm chút xíu. Dạ. Tương tiêu quá. Dạ. Thấy em của chị nằm. Nãy em nói chuyện với gia đình anh vậy, anh có buồn không? Ừ. Cố gắng anh đợi ha. Em cố lên hết, anh sống với con của mình. Thôi thôi anh, kiềm chế ra đi. Giờ anh dán anh niệm Phật thôi. Niệm Phật cho mình đỡ đau. Nhưng mà Phật lúc nào cũng bên cạnh mình hết. Bây giờ vợ mình thương tới đâu mình tính tới đó. Nhưng mà mai mốt em nghĩ nhầm khi vợ anh quay về, động viên tinh thần cho anh và lo lắng cho con của anh nữa.
Dán mạnh mẽ lên vì con nha anh. Em cũng cảm ơn anh nhiều. Đừng có xúc động nha. Đau lắm mà. Vừa đau mà vừa buồn mà cũng vừa tuổi nữa. Cố lên con. Tụi em cũng đang xong cho vợ nó về ở nhà. Dạ. Xong cho nó về ở nhà cho em mới vui. Chị là nói gì cho ảnh yên tâm hả chị? Thấy... Gán nha. Gán nha, cần gán uống thuốc để sống với em, với con cưng nha. Chị đi làm rồi mày kia kiếm tiền nuôi hai cha con mày chứ không có bỏ đâu. Có bệnh hoạn nhìn có tâm người có gì kêu mẹ đâu, kêu chị tiếc được. Đừng có giấu. Gán khó lên đi con. Bữa giờ chở đi bệnh viện nhiều lần không chị? Dạ, từ hôm nay em chở cũng nhiều. Em chở đi anh ông bú rồi này kia cũng 2 lần, 3 lần những người qua bên chơi gãy rồi này kia. Cũng nhiều lần dữ lắm luôn rồi. Dạ, nhưng mà lên người ta cho nằm. Người ta lên nằm bữa 2 người người ta trả về. Người mua thuốc rồi kia, người ta chỉ thuốc nam gì mình uống thuốc mấy vậy đó. Còn cơ hội đâu chị? Chắc không. Trời ơi. Rồi anh cũng biết luôn. Gia đình là cũng không tới đây là không có giấu giếm gì được nữa. Là cũng nói cho anh nghe hết. Dạ, bác sĩ nói nó cũng biết luôn. Bác sĩ kêu về đi ngày nào hay ngày nấy thôi. Chứ nhà cũng không mấy nữa. Rồi sáng này, hồi tối nó vậy mà trở ra ca lại bác sĩ cũng không nhận nữa. Rồi em đang nghĩ nó giờ nó thiếu máu dữ lắm mà nó vậy trở về nó cũng chết thôi, cho nó nằm đây vô bịch máu với nước biển rồi này kia. Rồi bác sĩ nói vậy tự ký giấy xin nằm, rồi nằm xong rồi cái lát cái nó khỏe nó xin về vậy. Là hiện tại anh cũng muốn về đây nằm bên cạnh. Dạ. Với gia đình. Dạ. Nó với nói... ba mẹ với mấy dạ. Chị với đứa con. Dạ. Kêu dán nằm bữa hai đi đựng đưa nước biển chích thuốc cho cưng đỡ đau. Nó ơi em muốn về nhà thôi, không đi đâu hết trơn á. Trong nhà có cái người bệnh mình, nhất là ruột thịt của mình, về đâu có chịu đựng nổi đâu. Trong khi đó bác bị tai biến rồi đủ thứ hết trơn. Theo người gì đâu mà khó khăn thì khó khăn chồng chất luôn. Em nói chuyện với bác, bác xúc động quá. Em động viên bác á. Sao cô khóc như nữa vậy? Với con mình đứt ruột chịu phút rồi. Dạ. Bệnh mình bệnh tay chân làm gì cũng không được hết. Em còn đứt ruột. Là cô cũng trách cho bản thân không có lo cho đứa con của mình. Sống đâu có ai muốn mình bệnh đâu cô. Dạ. Bây giờ nghĩ cỡ mình được, còn con cũng nhỏ quá, con nó cũng còn quá, thấy tội. Cô cũng cố gắng anh đi, để sức khỏe gia đình mình, cô rồi chú ở đây nữa. Nếu mà có chuyện gì thì gia đình mình càng bế tắc nữa đó cô. Dạ, mình cũng cố gắng rồi. Mình... Giờ ảnh... Giúp con. Ảnh thích ăn cái gì đó mình cho ảnh ăn uống hả cô ha? Dạ. Ăn ít quá. À, cái chân anh dùng quá trời đau lắm à. Đau dữ lắm rồi nó vô. Thấy con mệt mình cũng động lòng không? Dạ.
chịu không nổi, tôi nhìn lại chắc nổi nữa. Nói cô bệnh về quay qua, chú cũng bệnh nữa, thì lớn tuổi nữa, mình cũng không đi làm. Rồi quay qua đây thì đứa con út thì bị bệnh về. Dạ, rồi cháu nội. Còn đứa cháu nội thì về còn nhỏ xíu nữa. À, thôi cô dáng kiềm chế cảm xúc nha. Dạ, mình cũng cố gắng kiềm chế dần con dần cháu. Nên tuổi già sức yếu mà bây giờ đâu có còn bao lâu. Nhưng mà bây giờ phải bán nhà rồi mới mốt là gia đình không biết phải đi đâu nữa đây. Mình tính bán nhà lo cho con cháu mình muốn trọ. Bây giờ ở mặt bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà chị thần kinh tọa đau nhức xương có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Nhà nóng chịu không nổi luôn. Đợi có muốn vợ anh quay về không? Dạ hả? Anh muốn vợ anh quay về đây không? Em cũng muốn. Rồi bây giờ giống như là vợ anh đang xem chương trình của em, anh nói gì cho vợ anh quay về đi. Em vợ luôn. Không gì hơn. Vợ em về vui vẻ với con đi. Con em rồi à. Vậy là được rồi. Bây giờ em mệt quá. Dạ dạ. Anh có mong muốn Mạnh Thường Quân giúp cho con anh có sữa uống không? Em cũng muốn lắm. Mà bây giờ thì con em mới được nuôi. Rồi thôi, em hiểu ha. Dạ. Dạ, anh nghỉ ngơi đi. Em cũng nghe nhiều. Dạ, không sao đâu anh. Dạ. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em biết mà. Nói chuyện anh nói đâu có nổi đâu chứ anh chị. Thì bà con cô bác ở đây nè, chị thấy cái hình ảnh này, chị thấy sao chứ em thấy đứt ruột, đứt gan quá chị. Rồi chị thấy chị xúc động quá, chị chịu không nổi luôn á em ơi. Thì quá nhà có ba người mà bệnh hết đủ ba người. Giờ không biết nói sao, thấy ông chú à. Đi đường này ngày được có hai mấy chục ngàn gì à. Nè em thấy không, đưa ngày nào ông chú à, bệnh là chú à. Hả? Dạ. Là chú đưa hả? Dạ. Của người ta đưa, mà không là chưa không có đưa. Dạ dạ. Giống như chú Lãnh thế này nè, giống như vậy nè, chú đương giống vậy nè. À. Dạ. Và lúc trước là chú đương này. Dạ, đương vậy đó em, thấy không? Rồi. Thấy giữ cho nội rồi. À, rồi giờ cái gì đó thì hỏng ẩm em bé được, cái tay bị sụi luôn á, rồi dò nữa. Rồi không được, mắc giữ cho nội, rồi ẩm cho nội, về nhà ba người không có làm gì được hết trơn á. Trời ơi. Sao giờ chị quá. Cũng mong các nhà hảo tâm và Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em, đừng có tiền mua sữa cho em bé uống. Chứ giờ quá khó khăn rồi. Nên là muốn trò chuyện với anh Út ở đây thêm mà cũng không dám nữa. Tại vì anh yếu với mà sức nói chuyện không có còn nổi nữa. Nói hết được em ơi, nói cũng không có nghe được gì. Nhà này nhìn vậy chứ là nhà vách đồ của người ta hết trơn luôn á. Toàn bộ có cái nóc tinh nóc nhà thôi chứ ở đây không có cái gì hết á. Cái vách bên đây cũng vách ké luôn. Ờ vách ké luôn, bên đây cũng vách ké người ta luôn. Bên đây cũng vách ké nữa. Khi nãy đi vô thì không có hỏi anh nằm trong là ở đâu mà vô nằm. Nhưng mà rốt cuộc là cũng anh em làm chung với anh này. Cũng thương rồi vô mệt quá. Nghỉ trưa cũng nằm ngủ trong nhà. Thôi vậy. Thôi nghèo khó, khó khăn nhưng mà được cái là tình cảm bà con mình nó lúc nào cũng đoàn kết hả chị ha? Thì chị thấy cái nhà này chị cũng không hết biết nói gì luôn thiệt. Vì mà quá khổ luôn, nhà gì ba người mà đều bệnh hết trơn, không ai làm gì được á em. Dạ. Cái này là không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn á, khổ gì đâu mà nó quá sức rồi. Có cái nhà để ở mà giờ cũng đang kêu bán cho em. Dạ, mà bây giờ cũng chưa có ai hỏi đâu mà bán, lúc mà khó khăn bán cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu. Dạ. Rồi. À, sao cô cứ ngồi khóc hoài vậy? Thì nó cũng thấy tội quá. Được, thấy nó khổ quá, giờ cũng nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ nữa.
cho nó có tiền nó ăn uống như hay nữa, nó mua sữa cho con nó uống hoàng ngày. Nó sống như nào hay ngày nấy chứ giờ cũng chưa chắc nữa chú ơi. Dạ. Giờ coi như là cái hy vọng còn rất là thấp đúng không? 10 phần 8. Dạ. Tại nó ra đây nó bận đồ vậy chứ nó nằm tổng, nó tận tuồng chứ đâu có bận gì. Dạ. Thương thì thương cho con nữa. Đi rồi nó cũng 1-2 ngày chứ nó không có lâu chú ơi. Giờ tôi cũng thấy nó thấy tội, bây giờ tôi cũng nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho con nó có sữa uống hàng ngày để nó sống qua ngày chứ mẹ nó giờ bỏ luôn đâu có ai nuôi. Hôm vậy cũng nhờ bà con lối xóm cũng cho chút đỉnh tiền để mua sữa cho nó uống. Trong cái lúc bệnh tật vậy mà tinh thần suy sụp mà vợ bỏ đi nữa. Bởi vì nó bệnh vậy rồi vợ nó mới bỏ nó chứ. Hồi nãy nó mạnh thì nó đi bằng hồ nó nuôi, giờ nó phát bệnh lên thì vợ nó bỏ, mà con còn nhỏ nữa. Nhỏ còn bú nữa mà vợ cũng cắt sữa nó đi luôn. Con cũng dáng cố gắng hết sức thôi. Để tranh thủ để lên cái clip này để cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng còn có đứa con với cô chú ở đây cũng còn bệnh tật nữa. Thì giờ cha nó cũng bệnh, mẹ nó cũng bệnh. Giờ nó vậy đó, giờ cũng nhờ mạnh thường quân trong nước và ngoài nước cũng thấy hoàn cảnh như vậy giúp đỡ cho nó được có tiền mua sữa cho con nó uống như nó sống ngày nào hay ngày nấy. Dạ. Mấy bữa nay thì nhà cũng không có bỏ cuộc mà lúc nào cũng nấu bạc hà với đu đủ cho anh uống ha con ha. Giờ suốt đêm suốt ngày vậy canh, ngày đêm đâu có bỏ nó được. Mới một nhà mà có một người bệnh thôi là đã muốn chết rồi. Ở đây có bao nhiêu người thì bệnh mấy nhiêu người. Sao mà thương quá trời mà con cũng biết làm sao nữa. Giờ hoàn cảnh đâu mà quá trời mà ai cũng bệnh mà khó khăn tới mức độ này. Rồi nãy không có để ý nữa. Cái cô dở cái áo cô lên coi cô. Cái tay này nó sụi lơ rồi. Không không, con nói cái áo cô kìa. Cô dở cái tay lên cô giúp cho con được không cô? Dở cái tay áo cô lên á. Trời ơi, cái áo dách cỡ vậy đây đó hả? Bên kia nữa, dở hai tay lên. Trời ơi. Dưới quê mà có cái áo mà lành lặn mà bận cũng không có luôn. Con hỏi thiệt cái áo này cô bận tới nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cái áo này mặc này 8 năm rồi. Cái áo này bận 8 năm trời rồi. Dạ, mà có cái túi đặng để giấy tờ vô, đặng có bệnh bác tử, đặng có giấy tờ trong túi sẵn. Dạ. Dạ, để giấy tờ bảo hiểm đồ dạ. Trong túi sẵn. Chứ Phong là cũng đi tới đây là cũng xuống bất ngờ luôn cô chú anh chị. Dạ. Xuống là chị Kim Cương là xong rồi mấy cô bác mới ấy dẫn qua. Nhưng mà tình cờ là thấy không thể nào mà tưởng tượng là sao mà gia đình mà tới mức độ mà nó trời ơi, cái trên đây là phải lấy kim tây xỏ là nữa. Dạ. Mình không thấy đường mai. Một cái áo gần chục năm. Dạ. Bây giờ trong túi cô còn bao nhiêu con móc cho con xem được không? Dạ mình không có tiền. Cô không có tiền luôn? Dạ hết tiền luôn rồi. Bây giờ không còn tiền cái này. Dạ. Đựng giấy căn cước. Dạ dạ. Đây cô gửi coi con xem thử được không? Có đồ bông mà cầm. Dạ. Đồ bông rồi. Có đồ bông mà cầm đồ bông luôn? Dạ. Cầm đồ bông để giấy đây luôn nè. Trời ơi, giấy cầm của cô đó hả? Dạ. Đồ bông đeo của cô hả? Dạ. Là cái ngày cưới mà của chú tặng cho cô. Cầm đồ bông luôn nè. Đâu đâu con xem thử. Đây được. Trời dạ ơi. Không còn gì, có đôi bông em cầm luôn rồi. Dạ dạ, để con coi cô cầm được bao nhiêu đây. Trời ơi. Cầm có 300 ngàn thôi. Dạ, đang mua đồ ăn. Đây nè ông bà cô bác ơi. Cho con uống. Trời ơi, 300 ngàn không có mà phải đi cầm một đôi bông. Trời ơi, sao mà khổ tới mức độ mà quá trời quá đất vậy trời. Trời ơi, thấy thương cô quá. 300 ngàn mà phải cầm đổ bông của chú anh chị. Cô cầm lâu chưa?
Dạ không, không nhớ cầm đây rồi chừng nào có tiền cái xuống chuột à. Nói với tiệm đừng bán của tôi, của kỷ niệm. Thì chị có biết là mẹ chị bán đâu cầm đâu bông đó không? Mới biết là tối rồi. Mới biết ha, trời ơi. Mình xin phép cô ha. Mẹ em hết tiền mua đồ ăn, còn em thì tới 10 tay em mới lãnh lương. Dạ. Đôi bông cầm có 300 ngàn mà bữa nay là chị cũng mới biết luôn. Em mới biết rồi, tối em mới về là em mệt, em mới về, em mới biết. Trời ơi, em không thể nào mà tưởng tượng nổi. Mà đôi bông có 300 ngàn mà để cầm, mà để lo trong gia đình. Dạ. Em đi làm, giờ trong mình em cũng còn chỉ có mấy chục ngàn. Bây giờ em nghĩ là cô bây giờ cái sức cũng có, đi làm cũng có, chỉ có đôi bông duy nhất thôi. Nên cũng cầm đi luôn. Nếu bây giờ không nghĩ, nếu mà cô còn cái gì chắc chắn là cô cũng sẽ cầm luôn của bác anh chị. Dạ, giờ cô có nhà tính bán. Còn cái nhà tính bán nó lo cho con luôn. Lo cho con, lo cho cháu. Em cứ gán đi, gán tại bệnh đi. Nặng mẹ không có tiền, mẹ cũng bán nhà mình lo cho cưng nữa rồi. Sau này mình có làm lại, mình mua lại nhà khác mình ở. Chứ đừng có ấy, đừng có nản, đừng có này kia. Nhiều khi nó không muốn thuốc rồi này kia em nói. Nói mẹ cha cũng gán lo cho mày, không có tiền cũng gán lo. Bằng quần xích lên đây đi chị, đừng có vô màn ảnh chị. Em bé nhỏ nó đang cởi cái quần ra, nó vệ sinh ha. Sợ dính máy ảnh á. Thì đó giờ có thể là đây là cái hoàn cảnh mà sẽ nói là khổ chưa từng thấy, mà đó giờ Phong Nguyễn mới ghi hình đó của ba anh chị. Bây giờ là như là tận cùng, gia đình bây giờ là bế tắc rồi, không có đường nào mà để gọi là mà để cứu vãn được hết. Trong nhà thì chẳng có gì nữa quý giá, cũng không có thấy được một cái tivi nữa. Đồ đạc nghi rất là cũng bán hết trơn rồi. Dạ. Đáng lẽ là Phong sẽ trò chuyện với anh đời ở đây nhiều hơn, nhưng mà anh đang rất là mệt. Nên là mong ông bà cô bác cũng thông cảm, nhìn thấy hình ảnh này là cũng biết anh mệt tới mức độ như thế nào rồi. Rồi chị muốn nói thêm gì với em, cái điều gì đó không? Em nói gì đó khóc mà em không dám. Dạ, không dám nói ha. Dạ, dạ. Rồi, để nói chuyện với chú ít câu nữa, con cũng xin phép gửi gia đình ít quà nhỏ nhỏ ha. Rồi chú, hồi nãy giờ chú thấy sao? Thấy giờ hoàn cảnh của tôi vậy, giờ thấy con cái lòng tôi bỏ không được. Cả với tôi không sợ giờ nó mất đi đâu. Mai ở nuôi cả nào cả chứ. Là xin ăn, xin nuôi con không được, nuôi cháu nội. Chứ không bỏ. Giờ cha nó vậy rồi, giờ cả cũng phải như vậy. Vậy bây giờ chú nói là cho dù như thế nào là bán hết tất cả tài sản, bán luôn căn nhà cũng phải lo cho con cái. Lo cho con. Chứ không có bỏ được. Không bỏ được. Giống như là vợ của anh đời thì bỏ anh được, nhưng mà ba mẹ không thể nào bỏ con được. Không bỏ được, không bỏ con. Nếu mà người chết rồi là hết, còn sống rồi còn con. Còn người chết thì kiếm được, chứ người sống kiếm tiền đâu được. Dạ. Yeah. Chứ chết là hết rồi. Mới sống rồi còn kiếm tiền, bữa nay tiền không có, mai kiếm có. Thì con nghĩ là lúc mà con của chú còn khỏe, chắc ảnh lo làm với lo cho cô chú dữ lắm ha. Thì lúc nó còn khỏe, nó đi làm cửa hàng đó. Thì cũng lo tiền bạc rồi cho cha mẹ nó, gạo thóc đồ. Dạ. Chứ nó đâu có bỏ cha mẹ. Thì nó út trong gia đình rồi, nó cũng phải lo. Dạ. Út lo gia đình, lo cho mẹ mà bây giờ bị gặp trục trặc sự cố. Bởi vì sự cố vậy rồi. Phải để nó, để không phải mẹ nó hoặc tôi cũng được, nó còn nhỏ quá. Vậy là chú suy nghĩ là chẳng thà là chú với cô bệnh. Dạ. Chứ mà để con cái mình còn quá nhỏ. Quá nhỏ, nó còn quá nhỏ. Là nó mới có đứa con nữa.
Là đứa cháu của chú không biết như thế nào nữa đây. Đấy rồi. Giờ còn nhiêu bây giờ sao đi. Dạ. Giờ thì không biết có mấy cô nó có tiền cho nhiêu, mua sữa không nhiêu. Thấy thương quá. Thôi chú cũng cố gắng ha. Dạ. Dạ dạ. Cũng hơi gắng lo cho nó nha. Dạ. Anh cho chị gửi tiền mua sữa uống nè. Rồi cảm ơn. Trời trời trời. Gắng cố gắng nè, cho khỏe, đừng mà hết bệnh bằng nuôi con nha anh em. Dạ. Dạ. Trời cảm ơn anh Phong nhiều lắm nha. Dạ không sao đâu anh. Chào cô chú nha. Dạ. Với trong cái tình hình trong gia đình lúc này đang khó khăn vậy thì con cũng biết sao, thấy cô chú mà thấy thương quá. Với ảnh bây giờ bác sĩ nói vậy thôi, nhưng mà do cái mình có cái động lực, có tinh thần, nhưng mình cố gắng niệm Phật thì con tin ảnh cũng sẽ có phép màu thôi. Chứ còn vợ ảnh thì bây giờ đi cũng biết sao nói, cũng mong anh vợ ảnh quay về để lo cho ảnh thôi. Chứ thấy cô mà thấy thương quá, có con đồ bông mà cầm 300.000 cũng cầm nữa, sao mà bây giờ cũng không biết là lúc nào mà để cầm mà để lấy về nữa cô chú anh chị. Có căn nhà cũng bán luôn. Tuổi cô cũng giống như là ba mẹ con thôi, mà sao thấy cuộc đời cô chú gia đình sao nó gần như bây giờ tuổi xế chiều mà sao nó bế tắc quá. Dạ hồi trước mình còn lao động được, bây giờ mình bệnh rồi mình không làm gì được, mình vô bếp nấu cũng không được. Dạ. Nấu là quên khét, nấu hên cơm thì không nắng nút, dạ, không có cơm ăn được nữa, nhờ ổng nấu chứ mình không có nấu được luôn. Thì thôi bây giờ cũng trò chuyện thì cũng hết cái những cái tình cảm gia đình có bao nhiêu Phong cũng đã trò chuyện hết rồi. Nhưng mà cái sức khỏe của anh tới đây thì cô bác cũng thấy rõ trước mắt rồi. Thì cũng cầu mong là cô bác mạnh thường quân thương để trợ duyên cho anh đợi ở đây, để có thêm cái số tiền nào đó. Tại vì cho dù kết quả như thế nào thì còn cái đứa con còn rất là nhỏ, mới có 7 tháng. Thì thôi thì con trước mắt thì con hỗ trợ cô với gia đình, nhất là anh đợi một cái phần nho nhỏ trước ha. Dạ. Để động viên tinh thần đi. Rồi nếu mà có cô bác giúp thêm thì con tranh thủ, nếu mà có thì con chạy xuống liền. Dạ. Tại vì bây giờ sức anh cũng đã cạn rồi. Dạ. Thì mình cũng nhờ. Dạ. Trong nước ngoài nước chứ nhờ chú không biết. Dạ. Tên gì mình không. Dạ. Con Phong Nguyễn. Dạ. Thì nhờ giúp đỡ giùm mình mang ơn dữ. Dạ. Lắm. Thì Phong Nguyễn cũng xin phép là cô Huệ Tịnh, gia đình cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp là hỗ trợ gia đình là trước là 1 triệu ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 1 triệu của gia đình cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp ha cô ha. Dạ, nhưng nói chú nói tôi gửi lời cảm ơn. Dạ, dạ. Nhiều. Thì Phong Nguyễn cũng xin phép là chị Hào Đỗ ở Mỹ giúp đỡ cho gia đình cô chú ở đây là 1 triệu nữa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là 2 triệu ha. Một là 2. Thì Phong Nguyễn cũng xin phép là cô Tâm Độ ở Mỹ là hỗ trợ thêm gia đình là 1 triệu nữa. 2, 3, 4, 5, dạ. 6, 7, 8, 9, 10 của chị Hào Đỗ ở bên Mỹ ha. Dạ, chú nói tôi gửi lời cảm ơn mấy dạ, cô dạ. Gửi giúp đỡ giùm luôn. Dạ. Thì hồi trước mắt thì con hỗ trợ, xin mạnh thường quân hỗ trợ cô bao nhiêu đó ha. Dạ. Thì nếu có được duyên nào đó thì con sẽ xuống đây. Dạ. Thì bên mạnh thường quân giúp đỡ gia đình tôi vậy tôi mang ơn nhiều lắm. Dạ dạ. Thôi cô cố gắng đi. Dạ. Còn cái đôi bông cầm cũng đâu có bao nhiêu tiền, nếu được cô lấy về đi. Dạ. Rồi thôi thì để chị đưa cho ảnh, cho ảnh có tinh thần ha. Cái gì ở nước ngoài đó, tài tạo cho em mua sữa mà tôi bệnh được cho em đó. Cảm ơn đi. Thì em rơi cảm ơn không rất nhiều. Tiền của bác Mạnh Thường Quân không phải của em. Nhưng mà Mạnh Thường Quân. Ừ. Em cảm ơn rất nhiều, rất nhiều. Cố gắng lên nha anh. Trong cuộc sống mà có những lúc mình bế tắc, nhưng mà có những vòng tay, những cái vì Phật sống sẽ cứu mình, với trời Phật anh nhớ niệm Phật là được.
ha, vẫn cố gắng lên anh. Em mong mong là cô bác xem chương trình đó sẽ thương anh, thương con anh, cho anh được những phần quà nào đó để anh còn có cái mua sữa cho con anh uống nữa. Đừng có bi quan quá nha. Đang lắm rất nhiều. Rồi, rồi thôi để anh nghỉ ngơi đi. Dạ. Rồi thôi em cũng xin phép gia đình em về nha. Chị em của em cảm ơn mấy Phượng Hồng Vân rất nhiều. Rất dạ không sao đâu chị. Thì thôi trong chương trình ngày hôm nay á, thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn trước nhất là những bà con cô bác ở khu xóm ở đây đã giới thiệu cho Phong một cái hoàn cảnh khá đặc biệt. Thì cũng cầu mong những ngày tháng kế tiếp anh, gia đình, nhất là sức khỏe anh sẽ được cải thiện. Thì Phong cũng cảm ơn tất cả quý khán giả, quý mạnh thường quân rất là nhiều. Thì mong sẽ được duyên từ phía gia đình ở đây. Giờ chào cô chú anh chị luôn nha.